Chúng ta sẽ chơi một cái con game kinh dị, nhưng không kinh dị, đó chính là con game Genny đi thăm bà ngoại thôi. Về thôi. Tự nhiên như không có nó trồi lên mấy shop hảo hán thiệt. Cái nhân vật thứ ba này nó là con bướm hả mấy bạn? Đây nè, nó để hai bên này con bướm. Hai cái này là hai cái áo vú của nó vậy. Con gái của bà đó hả? À trời ơi, thì ra là cháu. Trời ơi. Mấy gì ông ngoại dữ dằn vậy? Ông ngoại nó chơi súng rồi. Rồi cút rồi. Cái này là cút rồi đó. Rồi, không làm mất thời gian và sự chờ đợi nữa. Chúng ta cùng đến thăm nhà của ông bà ngoại thôi. Yeah. Get go. Chúng ta sẽ chơi chế độ no màu đi là được. Bởi cỡ trí tuệ của tôi chơi no màu thôi là được rồi. Trí tuệ của tôi chơi hot không nổi đâu. Chơi hot rồi cút á. Ủa tưởng là múc bang ở shop vừa mới múc bang xong á. Ông ngoại nhìn rén quá nếu. Ông ngoại vô nhìn đâu có rén, bà ngoại thôi nhìn mới rén. Bà ngoại bận cái đầm cho nên là không có biết của bà ngoại là tới đầu gối hay là tới đâu rồi, chắc tới bụng á. Bà ngoại phải bận cái áo dài mới shop, tại nếu mà bà ngoại không bận cái áo dài là nó lầm thầm á. Ủa cái đó là cái camera đó hả? Tao thủ cái cục gạch không á. Nó là con Slenderina, đứa con của Slenderman. Ồ, giữ vậy sao? Rồi đóng cửa luôn. Rồi, nè rồi, cái khúc này ông ngoại ra bắn nè. Ủa, ông bà ngoại đâu? Sao chiếc xe nhìn cũ kỹ quá vậy? Ngoại ơi, con về thăm ngoại nè. Ông bà ngoại ơi. Open the door. À, mở xong luôn. Ai. Rồi xong. Rồi hết game rồi, của tôi rồi, rồi xong game. Bị bắn về với đất mẹ rồi mấy shop. Ngày 1. Ồ, là mình đã bị gì đây? Mình bị nhốt rồi mấy shop ơi. Bị nhốt rồi mấy shop. Chìa khóa kìa. Ok. Mở cửa. Trời ơi là trời, cái gì đây? Cái gì vậy? Trời, game trả lập cài cửa hả? À, chào mừng tất cả các bạn đến với lại chương trình trò chơi gì quên game rồi, cái vượt ngục. Sau đây mình sẽ chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn cái cách vượt ngục thành công. I need a bát lấp cây. Chúng ta cần một cái bát lấp cây. Bỏ một cái sơm kin of the bedettol. Oh, chúng ta cần một cái bedettol nữa. Bedettol là cái gì? Đây là cái gì đây? Sao nhìn giống cái hầm cức quá vậy? I don't, it don't work. Nó không có là, à, chúng ta cần có một đồng tiền. Cũng mày không, má nó. Hù mất dạy vậy. Lóc kịch, vậy là nó khóa từ bên kia. Mình muốn vô được là maybe Cambridge the class, là mình có thể nhảy vô trong kia. Má ơi là trời ơi, cái con nhỏ. Ôi trời ơi, cái gì nữa vậy? Ôi làm hết hồn sớm, cái gì nữa đây? À hình như là mình thoát ra bằng cái này á, thoát ra bằng cái tàu quả mấy sớm. Chúng ta cần một cái ground bomb. Ông ngoại tới rồi. Trời ơi, má ông ngoại bắn. Ông ngoại bắn lùi. Chạy. Trời ơi, bà ngoại xuống nữa. Thôi chết mẹ ơi. Mở cửa được không? Open the door được không? Núp vô không? Có núp vô. Có chỗ núp nữa không? Có cò xuống không? Vô không? Chạy không? Ok. Ôi, nhờ chạy vô đây tôi có thấy là ở đây có một cái thanh gỗ kìa mấy sớp. Cái thanh gỗ nó làm gì thì chú chưa biết. Ôi. Cái gì vậy? Ngoại làm rớt gì nè ngoại? Ngoại ơi. Ngoại chết bất dạy của ngoại. Ngoại lụm lại cho con cái ngoại.
thăm ngoại ngoại, ngoại chơi như vậy rồi ai qua ngoại được nữa. Sao bà ngoại mất dạy vậy? Bà ngoại để đi cái bãi thú đó luôn rồi sao đi nữa? Rồi thôi chịu luôn á, ngoại chơi gì chịu luôn á. Ok giờ mình đạp được á, giờ mình đạp cái bãi thú của ngoại được á. Ok đi đi đi, lẹ 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 lẹ, cút 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 khỏi đây thôi, cút khỏi đây thôi, cút khỏi đây, gấp gẹn ơi, cút khỏi đây gấp gẹn ơi, gấp gẹn gấp gẹn. Cái phòng nè, hơi có người chết nè, tại vì người ta không có tẩu thoát được á nên người ta chết ở đó. Thôi mình đi đâu rồi, mình đi đâu rồi, mình lên lầu rồi mới shop. Ờ hên quá đây có chỗ trốn, được á được á, lát nữa trốn. Cái gì đây, cái gì đó là cái gì đó, hộp bạc diêm. Ồ ôi, cái gì nữa vậy trời ơi, trời ơi là trời, cứu tôi cứu tôi. Đi về không, có đi về không, có chạy đi về được không, có chạy về được không? Hình như mình muốn đi về được là mình phải hạ được cái cầu xuống hay sao mới sốc, mà hạ cái cầu xuống thì làm sao cũng không biết luôn á. Có cái gì sáng sáng ở đây nè, một cái cục stone, stone là đá. Ồ cái máy này nè, lát nữa là ông bà ngoại để mình lên đây nè, cái ông bà ngoại bỏ xuống một cái về dưới đất me. Xít cây, cái gì ở đây nữa vậy, sau đây nó có mấy cái cục sáng sáng nè mấy sếp. Stone nó cái con quỷ này trời, sao đi chết hả, nó chửi tôi hả mấy sếp, nó chửi tôi hả gì, sao tôi chết vậy? Hello con Trần Lập nha, chào fan game gì vậy? Nếu ơi game này tên là Granny, Granny 3 đi thăm ông bà ngoại mà sao mày kêu 7 giờ tối hàng ngày mà chưa tới 7 giờ mày like hả? Này like sớm, này like sớm, trốn trốn trốn, thôi đừng đi ngõ kia nữa nha, đừng đi ngõ kia nữa. À là mình phải quay mặt đi ha, không được nhìn nó đúng không? Ồ, ok ok thank you, biết rồi biết rồi. Ai biết đâu, cứ tưởng là nó ra nhìn nó chứ, tưởng nhìn nó cho nó đỡ tủi thân. À, cái game này đi nhanh quá chóng mặt á mấy sếp. Má mày, tao không có nhìn mày, tao không có nhìn mày, tao không có thấy mày, tao không có thấy mày, mày cũng không thấy tao. Ok đi kiếm đồ, đi kiếm đồ lẹ. Ôi nó cho shotgun kìa, nó cho đạn của shotgun kìa mọi người. Bà ngoại tới, bà ngoại tới. Mình phải có cần cái electric. Ơi cái này là cái gì vậy, cái này là cái gì vậy, cái này là cái chìa khóa gì đây, cái này tên gì vậy? Weapon cây, nhớ đi, nhớ là nó tên weapon cây đi. Cái này là firewood, firewood là gỗ. Rồi chết mẹ, bà ngoại tới rồi. Không sao không sao, chỗ này tôi lừa bà ngoại được. Bà ngoại tôi nhìn vậy chứ bà ngoại tôi già rồi. Ôi đó, bà ngoại tôi già rồi, bà ngoại tôi không chạy lại tôi đâu. Chạy chạy chạy, vậy vậy thôi chứ bà ngoại tôi già lắm, lẩm cẩm rồi. Ôi chết mẹ, cái gì quá nhiều cạm bẫy vậy. Ôi như ông ngoại đi đâu rồi nó mới sớm. Nào núp núp núp. Ôi game hay quá vợ, game gì thực tế quá vợ, game gì khá có giả lập đi ỉa nữa nè. Đĩa cái coi. Ôi ông ngoại tới, chết mẹ rồi. Hơi quá. Trời ơi siêu trí tuệ, siêu trí tuệ. Hello con Trúc Thiện nha, cái là fan em tưởng mà ngoại điếc. Không, ngoại già nên là ngoại hơi su. Sao em không thấy cái giật mình vậy Hiếu? Em coi thì có thể là cũng khó giật mình. Nhưng mà nếu mà chơi thì em phải để sát cái mặt vô cái màn hình vậy luôn nè, thì em dễ hết hồn hơn. Chết mẹ chưa, chú vô được không, chú vô được không, ở đâu chú được nè. Ôi bà ngoại có xăm hình rồi mấy shop, bà ngoại có xăm hình nè, cái cây này của ôi à,
Thế là em mấy bạn có em ăn không? Tự nhiên bọn mày đút cái cây vô họng mình đúng mọi người, thấy ghê quá. Ấy! Bốn cái súng ở ngoài, bốn cái súng ở ngoài. À không không. Ôi, ông bà ngoại mỗi người bên luôn rồi, cút rồi. Rồi cút luôn rồi, xong luôn rồi. Cút luôn rồi, cút luôn rồi. Rồi giờ sao chạy giờ? Trời, gì vậy? Cút đi hai 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 ơi, đi đi ra chỗ khác đi chạy chứ, gọi đây hoài sao ta chơi. Đi 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 đi. Oh, I need a firework nè. Cây gỗ nè mọi người. Cái cây gỗ đâu ta? Cây gỗ như Hiếu bỏ ở đâu rồi đó. Má quên, không có được nhìn con đó là tôi quên. Hello con Phúc Thiện nha, hello Ben, nhà bà ngoại rộng vậy anh Hiếu ơi. Núp cái chỗ ghê quá. Nhà rộng mà, đi nãy giờ vẫn chưa biết hết luôn á. Cầm cái con gấu là ông bà ngoại dí đó Hiếu. À, vậy đó hả? Có biết đâu má, sao cái con quỷ này nó cứ va vô cái mặt tôi hoài á, là không được nhìn nó đúng không? Ủa cái cục gỗ rồi đấy. Ủa hình như là ông ngoại không có chui hầm cất, nhưng mà bà ngoại sẽ chui nha. Bà ngoại bà sẽ chui hầm cất nha, còn ông ngoại ông không có chui. Mình nãy mình núp á, nãy mình núp ông ngoại mình núp ở đó thì mình không chết, nhưng mà bà ngoại mới đi xuống một lèo mới gõi vào đầu mình luôn á. Trời máu me đầy người luôn rồi. Chúng ta đã chết bốn mạng rồi. Ủa mé ơi, má ơi thiệt luôn á. Ôi ông ngoại nhìn lực lưỡng quá vậy. Sao ngoại, ông ngoại tóc ông ngoại đâu hết rồi. Trời ông ngoại nói cậy mẹ tao. Nghe không, ngoại mới nói luôn á. Tại ngoại lên lầu cái đã. Nhìn qua cái lỗ này nè, đợi ngoài lên lầu cái. Trời ơi trời, tự nhiên đi chứ không, sao đụng bà ngoại vậy trời ơi. Núp vô, núp vô. Trời ai biết đâu, bà ngoại bà ngồi bà nhìn gì ở trong phòng á, thì mình vừa mới mở cửa là bà thấy luôn á. Ngoại ơi, ngoại ơi, con chưa biết đâu nha ngoại. Cái firework anh để ở nhà bếp tầng 1 á anh. Ok, thank you. Hồi nãy anh chạy đi đâu cái anh quên luôn, anh quên luôn rồi. Chạy từ từ đã. Để mình điều tra đã. Điều tra xem là mấy cái này đó, nhưng mà nó sẽ làm được cái gì, cái công dụng của nó là cái gì. Oh. Oh. Đây nè. Mẹ mày, cái con quỷ này làm tôi giật mình hoài luôn á. Đây rồi, đây rồi, có cây gỗ rồi, có cây gỗ rồi mấy shop. Giờ mang cây gỗ lên đó thôi.
Ủa bỏ ở đây đúng không ta? Rồi cái diêm nữa đúng không? Lấy cái diêm nữa. Rồi ai thấy mình rồi đó. À phải quất bỏ đây, bỏ đây mới đúng. Không phải bỏ đó. Bỏ lộn rồi, tôi bỏ lộn rồi, tôi bỏ lộn rồi, tôi bỏ lộn bên rồi, tôi bỏ lộn bên rồi. Bên đây bỏ bên kia. Ok, yên tâm, lo được. Hello con đặng kiệt cho chào shop. Đặt cái miếng gỗ vô đó rồi kiếm cái hộp diêm. Ừ, hồi nãy Hiếu có cái hộp diêm. Lấy lộn rồi. Cái miếng gỗ phải bỏ bên này nè. Mình bỏ lộn phòng bên kia rồi. Cờ út cút sắt cút. Cờ út cút sắt cút. Con đối ngoại bắt được con. Lấy cây gỗ lại, lấy cây gỗ lại. Chết mẹ, nãy không núp dưới cái giường ta. Núp ở đây không biết bà ngoại thấy không á. Bà ngoại thấy cái hoài vậy trời. Ui. Sống nha, sống nha, tôi vẫn sống nha, tôi vẫn sống nha. Tôi vẫn sống nha. Ok vô, ok vô. Tôi vẫn sống, tôi vẫn sống. Thôi đợi bà ngoại đi đi. Đợi bà ngoại đi một cái đoạn xa đi rồi mình hãy đi ra. Lụm được. Lấy cái chìa khóa anh mới lụm được á, rồi lên tầng 2 mở cái ná. Cái chìa khóa nãy anh mới lụm là cái nào trời. Nay không có múc ba game hả má? Ăn rồi, nãy vừa mới ăn xong. Ủa, what the hell, tôi đứng im mà sao bà thấy tôi? Khùng hả? Tính ra là nãy giờ tôi vẫn trốn ở đây luôn á, tôi không có làm gì luôn á. Cái này chơi chung được không anh? Hình như không với em. Hello bạn Thu Vương nha, chào fan đờ mờ nó hù em đau tim giờ lờ. Gì đâu buồn, đề nghị Hiếu bớt tiếu lại, đang tập trời rồi coi. Tính ra là tôi đang nghiêm túc lắm á. Không có hài hước gì đây đâu á. Thôi quay mặt kẹp, thôi quay mặt kẹp. Má nó hai cái ông bà già này phiền thiệt luôn á. Ờ đi lấy diêm qua bên đó đốt. Cái diêm mình như nãy Hiếu bỏ ngoài kia kìa. Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Chết rồi, chạy ra ngoài đây là ăn cứt con đầu bùi rồi. No, 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 bà ngoại đừng có đi qua đây nha bà ngoại ơi. Hey. Bà ngoại phải đi rồi. Má bà ngoại già mà sao bà ngoại tai thính quá vậy. Ôi bà ngoại mới thả cái tráp ở đó đó. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi. Không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi.
mẹ đi lộn lòng rồi. Chết mẹ. À da. Ông ngoại bắn vô bên sườn tôi, nó chết mẹ đéo có chỗ núp. Ôi, núp vô đây, ở đây là chỗ núp an toàn nhất rồi đó. Phải có cái bộ lão nè. Yếu bà, yếu trời ơi, bà ngoại sao lâu quá không gặp, bà ngoại xấu quá vậy, tóc bà ngoại đâu hết rồi, ngoại có tuổi mà mấy đứa ngoại tóc ngoại rụng hết trơn rồi, tóc bà ngoại rụng hết rồi mấy shop ao trình, trời ơi cơ bản thôi, Ủa sao đốt lửa rồi đó, có chuyện gì diễn ra đâu. Hình như là còn tầng trên mình chưa đi đúng không? Tầng trên này là mình chưa khám phá nè. Trong đây là chỗ trốn nè. Ôi phu xe nè. Mình còn một cái phu xe. Cái phu xe là cái gì vậy tôi cũng biết. Ở đây như đi qua không được đúng không? Này như là à, cái đó cần cái tấm dáng đúng không? Cái đó cần cái tấm dáng ở dưới cái nhà kho. Ủa sao cái cầu thang này đi nhìn khó khăn quá vậy. Trời ơi tao đi cái cầu. Tao leo cái cầu thang này tao ơi, tám tao. Mẹ. Là cái gì trên đây vậy? Để tôi nhảy cái tôi về luôn được không? Ồ. Là leo trên lầu là sẽ nhảy được xuống một cái chỗ khác rồi. Lộ. Trời ơi. Cái gì đây trời. Cái xe này sao tôi thấy giống như là làm cho tôi ngồi quá vậy. Qua được không? Nó đâu có cái nào đâu liền quá. À phải đi xuống đây á. Ừ. Nhưng mà mình kiểm tra coi đây có cái gì đó. Ồ không có cái gì. Thì phải có em bé mới lắc được hay sao. Ủa lịp bè lịp bè. Ủa tôi đốt cái kia rồi có gì đâu. Cái này là mình nhảy xuống cái kia lại. Cái này là weapon key. Weapon key mọi người, weapon key. Weapon key hả? Tôi có nhớ weapon key là cái weapon key không? Weapon key không? Weapon key. Cái này là nước. Đầy nước rồi. Weapon key hả ta? Weapon có cái nào weapon không để mở coi. À, cái chỗ nãy là lùm cái con. Ok, ông đi rồi.
Cái này là bad lucky. Nhìn dưới đây là Hiếu chưa đi xuống nè. Đốt cái con gấu thử đi anh. Anh nghĩ là bỏ cái con gấu vô trong cái chỗ để lắc có cái em bé mới đúng. Cái máy này nó đuổi tôi. À, cái tấm gỗ nè. Chết mẹ chưa. Thì ra là cái máy đó nó cảnh cáo cho bà ngoại biết. Bà ngoại sẽ biết mình ở đâu. Lấy cái tấm gỗ này nè. Lấy cái tấm gỗ này mang lên trên cái chỗ kia để mình lót á. Hiểu không? Nó làm sao để mang cái tấm gỗ ra mà cái con nó không biết mình được ta. Lên cái mái nhà trên ống khói đi Hiếu ơi. Leo lên cái ống khói coi thử. Ok ok. Mình lấy ra được nè. Tôi lấy được cái tấm dán ra này nè. Cũng đâu khó đâu. Tưởng khó lắm chứ. Lấy ra được rồi nè. Vậy là mang tới chỗ kia dán vô rồi đi qua thôi. Chết mẹ rồi ông ngoại ông có súng. The last day, ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng để chúng ta có thể vượt khó. Vượt khó được, vòng khó được. Ngày cuối cùng, ngày cuối cùng. Trời ơi má ơi, ông ngoại chơi mà ông ngoại chơi súng má. Ông ngoại chơi quá dơ. Ok. Ông ngoại phải vô đó rồi. Ông ngoại cũng đi bên kia luôn rồi. Ok. Lên lầu lẹ. Bali to sayo, Bali to sayo. Đây rồi. Đây luôn. Cái bánh răng này là cái gì vậy? Đừng có nhìn nó. Cái bánh răng đó là cái gì vậy mấy shop? Con gấu nè. Cái con teddy nè. Mà mang con teddy lên lầu là sẽ bị ông bà già dí. Dụp xuống mấy cái chỗ này đi. Để có gì mình dễ mình lấy. Ok, lát nữa mình sẽ mang lên chỗ mái nhà. À, nếu mình cầm cái con gấu teddy đi mình sẽ dụ được cái ông bà già này. Là mình cầm lên là người ta sẽ chạy. Game kinh dị, nghe bé thỏ khóc luôn, chiêu cực mất. Tôi dục xuống dưới lầu rồi đó. Đáng lý bả phải đi xuống dưới lầu với ta. Ra cái cầu lắp cái bánh vô để hạ cái cầu xuống. À vậy đó hả. Thank you. Tập trung dữ vậy sao. Ồ không tập trung cái này khó đó. Yeah! Nice! Chết mẹ.
Bị thiếu gì vậy? Bị thiếu cái gì vậy ta? Bị thiếu cái gì vậy ta? Bà ngoại dí mình nữa chứ. Không ai nhìn thấy tôi, 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 không ai nhìn thấy tôi. Không ai nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi. Không ai nhìn thấy tôi, bị thiếu cái chìa khóa mở cửa đó anh. Rồi xong cút luôn. Mẹ. Má tưởng chơi lần đầu phá đảo luôn. Dạ con chào ngoại. Ngoại nhớ đến răng, răng ngoại vàng quá. Chào ngoại. Hai bà già chơi vậy chịu rồi. Rồi xong. Trời ơi ngầu dữ vậy ta, ngầu dữ vậy ta. Ngầu dữ vậy ta, ngầu dữ vậy ta. Bè bè ảo thôi đi. Trời tưởng đang coi tôm. Tưởng đang coi tôm crew cơ mà. Ảo chứ vậy. Hai ông bà già này ảo hả? Hảo ngang, hảo ngang, hảo ngang. Nhặt lên ném là outplay rồi. Nhặt cái gì lên ném á, tôi không biết á. À, nói là nhặt cái lựu đạn nó ném lại đó hả? Ông ngoại này ngầu quá, ngoại ngầu. Thôi một lần nữa nha, một lần nữa. Tôi sẽ vượt qua được. Cũng chơi chế độ bình thường thôi. Bây giờ là sau cái lần chết ngu đó thì chúng ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm cho cái đợt này rồi đó. Skip đi. Qua cái này đi, qua cái này. Mình có nhiều kinh nghiệm rồi. Nè, tôi phá đảo lần này nè. Tôi sẽ phá đảo lần này. Tính ra là tôi biết được là mình sử dụng cây gỗ nè, cái kia. Chỉ còn có mấy cái chìa khóa là Hiếu không có tìm được thôi. Hiếu không có thấy nó để đâu. Rồi, gấp gãn. Lượm lên. Ok, lock bít. Rồi, mở cửa. Mở cửa cái cúc luôn. Mình có 5 mạng nha, mình có 5 mạng. Mở lẹ đi bà nội ơi. Quá lâu. Ủa khoai nè. Nó rốt cuộc là nó cho mình mở cái cửa này để làm chi vậy ta? Ủa nếu như mà trong đây không có đồ, vậy nó cho mình mở cái cửa này trong đây làm chi ta? Không biết luôn á. Ủa, hồi nãy cái cửa này tôi đâu có cần phải cài đâu mà bây giờ tôi phải cài nữa vậy? Bà ngoài xuống, bà ngoài xuống. Để coi bà ngoài đi đâu. Bà ngoài đi đâu bên kia. Ok, bà ngoài ngu, bà ngoài ngu. Không, bà ngoài cũng không ngu lắm, có lúc ngu, có lúc không. Nấp vào ngoài, nấp vào ngoài, nấp vào ngoài, nấp vào ngoài. Ơi, weapon key. Weapon key. Ủa khoan đã. Cái weapon key, ơi trời ơi, mỗi lần chơi như vậy là nó sẽ đổi chỗ của mấy cái đồ này một lần hả? Mỗi lần chơi là nó sẽ đổi một lần nó mới shop. Ôi xu. Không, bị Facebook hạn chế là do comment liên tục hoặc là comment tục tiểu á. Facebook hạn chế. Dạo này Facebook nó ngu lắm, tôi nói thiệt. Dạo này Facebook nó bị cái gì á? Như không cái... Đi theo sau đây tôi ngoài thôi. Má vậy mà ngoài vẫn thấy. Tào lao thiệt chứ. Dạ dạ con tự nhốt con à. Bẻ. Hai ông bà già này phiền chúa thiệt.
Hello con Giang Huy, chào shop Weapon K là cái chìa khóa súng không già? Trời ơi, súng ở đâu? Súng ở đâu? Hello con Trịnh Mai Hiếu, chào fan Việt bài tôi đi ông già. Hello Cẩm Tú nha, hello em có dịp anh Việt cho. Hello bạn Kim Nim Buông nha, hello shop. Hello con Như Ý Lê Lan, chào bạn Huy Trần nha, chào fan Cúc. Hai ông bà già người kẹp đầu hết luôn. Cút luôn. Ôi rồi xong. Sao tôi xui vậy ta? Lần trước tôi chơi đâu xui gì đâu. Lần trước đâu gặp hai người kẹp đó mà lần này bị kẹp hoài vậy. Hello con Đục Phát nha. Hello bà súng ở cái hộp màu vàng đó Hiếu. Cảm ơn bạn Phương bánh bao nha. Hello con Win Bùi nha. Chào shop, chào ông già, chào bạn Hạnh Phúc. Hello em. Hình như cái nhà nhỏ ở ngoài sân có khóa lại đó Hiếu. Ừ hồi nãy nhớ là ở ngoài đó nó có một cái là badge key gì đó. Cái hộp treo tường. Weapon key là mở cái hộp treo tường ở tầng 1 phải ông già. Ok, thank you shop. Weapon key, cái hộp treo tường ở tầng 1. Oh, cái safe, cái safe key kìa mọi người. Cái hộp treo tường hả? Giúp ở đây đỡ đi. Cái safe key kìa. Hiếu vừa mới thấy một cái chìa khóa mới đó. Chết mẹ luôn ha, bà già tới luôn. Ba, trời ơi, ba con ma nó dí một chỗ thì chỉ có ăn cứt ở đầu bùi. Đợi ông ngoại ngủ rồi lấy súng ổng được đó anh Hiếu. Ở đù, hay vậy hả, cảm ơn nha em. Hello con Quý Lẫn nha, hello bạn Quý Lẫn nha, chào shop. Em mới đi học về vô coi anh Hiếu cho em hỏi là em đang chơi game gì đấy. Granny em, anh có ghi mình với mình luôn. Đào tẩu khỏi nhà của ông bà ngoại. Sao chết hoài trời. Ông đi chậm thôi. Má, tôi đã né ông ngoại rồi mà tôi gặp thêm bà ngoại nữa, phiền chúa thiệt. Bà ngoại đúng phiền phức luôn á. Núp luôn ở đây chứ sao nữa. Phá đảo nhanh đi anh Hiếu ơi, em sợ quá. Từ từ, chắc phải từ từ rồi đó. Này muốn phá đảo cũng không phải là chuyện một sớm một muộn á. Ê, một sớm phải muốn là được á. Chào em cái coi thằng già, hello con Hồ Phụng nha. Cái chỗ mở súng nằm ở chỗ mà nãy anh vào lộn để gỗ á anh. Ok, thank you em. Mấy cái chìa khóa weapon nãy tôi giục nó đâu luôn rồi. À không phải giục đâu. Hình như là nãy mình bị bắt á. Ôi. Cái gì đây? Electric switch. Electric là năng lượng đúng không?
lại bạn nghe nó rồi. Nấp đi, nấp xíu rồi để tôi định hình được cái. Hello con Đặng Quốc Thành nha, chào fan đi đi nhìn nhức đầu á. Ồ cái game này nó thiết kế mà mình chơi liên tục chóng mặt lắm. Hello bạn Nguyễn Đình nha, chào fan. Dục đồ ông bà nghe hết luôn đó. Ồ hello Nhật Nam nha. Nay nếu có chơi Valorant không anh? À không nha, không biết nữa. Hello bạn Hoàng Nam nha, hello shop. Electric là điện Hiếu ơi. Ừ, tôi nhớ có một cái nào nó cần cái điện á. Nãy nhớ có thấy. Phải cái nồi vậy. Qua luôn đi, qua luôn đi. Bà thấy rồi. Bà thấy mình luôn rồi. Chạy luôn chứ sao nữa. Kiếm chỗ nấp thôi. Nấp thôi, nấp thôi. Rồi dục hết ở đây luôn đi, lát nữa kiếm cho vậy. Dục chung một chỗ thôi. Dục hết ở đó thì dục một chỗ rồi, lát mình kiếm dễ hơn. À, mình dục đồ ở đâu là ông bà già nghe là cho ông bà già chạy lại đó đó. Ông bà ngoại đi chung đó, Hiếu thấy con nhỏ con là chút nữa ông bà xuất hiện luôn đó. Ừ, cha là lát lát bốn đen Hiếu. Ừ, có dịp anh chơi Electric là gạt cho cái chỗ dưới cái chỗ xe lửa đó anh. Ồ, thank you. Hai shop tôi mới vô nè. Ồ, chào Tham Lê, chào shop. Gần một ngày em không coi anh Hiếu rồi, em nhớ anh Hiếu quá là nhớ dữ dằn chưa má. Hello con Lê Anh Khoa, chào fan, chào bạn Trang Lập, cảm ơn 35 sao của shop. Chào tao với coi con đi ơi, bình luận muốn ỉa chải mà mày không riết tao thằng chó. Hello con bé Hà, trời ơi. Ừ, hai ông ngoại bắn hụt mừng quá, chạy được. Nấp được, nấp được, ông không thấy mình đâu. Cái giường nó nấp cũng được đúng không? Ờ mà hồi nãy cái giường nó Hiếu nấp xuống dưới nó không được. Má mà cái này chạy nhanh quá, chóng mặt thiệt luôn á. Cái safe key này mở cái nào quá ta? Có ai biết cái safe key này mở cái nào mấy shop? À là để mở cái cửa an toàn đó hả? Ồ, vậy thắng rồi. Vậy là hồi nãy Hiếu chỉ thiếu mỗi là hồi nãy Hiếu chỉ thiếu mỗi cái chìa khóa đó thôi đó, là Hiếu thắng rồi đó. Bây giờ Hiếu kiếm được rồi, chắc Hiếu thắng cái này. Giờ tôi tìm cây gỗ, kiếm cái bánh răng, cái bánh quay.
Ôi da, xong. Vậy là biết kiếm được, vậy là biết được cái xếp cây là mở cái cửa chính rồi đúng không? Mở được cái cổng chính rồi, mình chỉ cần lấy cái đầu quay, mở được cái cổng chính với lại lấy cái chìa khóa này đó thôi là mình thắng rồi. Lấy cái chìa khóa, lấy cái chìa weapon để mở cái cây. Mà tôi không biết cái mở web cây đó ở đâu á. Nó mà ghê, mọi người nói là ngay cái chỗ mà tôi núp chỉ là ngay cái chỗ cái gỗ mà tôi đi mấy vòng rồi mà tôi không có thấy. Do tôi không để ý quá. Lên tầng 3 đi anh, lên tầng 3 có cái sân thượng. Bà có dí xuống tới đây không vậy? Chắc không đúng không? Má làm sao tôi kiếm được cái tay quay vậy trời? Đó, ui mẹ nó. Đó cũng là một cái cách để mình thoát được á, kiếm cái tay quay. Hình như kiếm được cái tay quay phải có cái tấm dáng. Cái tấm dáng leo anh kia mới lấy cái tay quay được. Chết mẹ. Bước qua bị nghe rồi. Ôi ông ngoại kìa. À, cái ống khói mà mọi người kêu tôi lên đây là ở đây đó hả? Ồ. Hiểu rồi, biết rồi. Biết thêm một cái nữa rồi. Ok, thank you. Này là mang gấu Teddy đi qua đây đúng không? Hiểu rồi. Lại biết được thêm một cái nữa rồi đó. Cái hộp quạt đốt lửa này dục ra đây đi. Oh no no no. Để ngoài lên trên đó đó. Ok. Nấp kịp. Có gì đâu. Phần 1, phần 2, phần 3 gì. Tôi nói phần nào cũng vậy đó. Chỉ cần là mình chơi nhiều là mình phá đảo được. Rồi xong. Tự nhiên bước ra cái bả nghe. Rồi thôi hôm nay tạm dừng tại đây đi. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.